Tôi được tệ chọn vật luôn. Vụ bằng ngân hàng các tiền đấy, sau cái on the run này là cắt này, cắt chương trình on the run chắc 5 phút đó. Chạy đúng không? Mà ta không thấy ai đuổi thế nhỉ? Chứ không có tính liền mạch. Phải lêu sẽ đi cùng nhau à? Chị đại mà còn nút đấy mà không nhau rồi, chạy không có không gì gì cái gì ở trên kia mấy thằng quân thì sẽ leo vách đá đây mà đi cái đường bằng phẳng đó. Tôi chọn đường một chữ luôn cụ thể á, được cụ hình mà. Hai trăm của mình mọi thứ dễ dàng. Thế chúng tôi thì có thế đấy hả? Đúng kiểu, đúng kiểu vượt ngục luôn ạ. Ủa ô, đi qua đây lâu quá. Chưa được bụi à? Ok. À kia đó, quay đi. Nói thằng nào không nên giết ai cả. Trên kia có một bụi nữa kìa. Cái thanh cái tăng cung cho mình lộ. Có cái bên phải có một cái đoạn tường dài luôn đấy, mình đang đầu. Nhưng mình không nhìn thấy nó đâu. Quá là đấm con nhộ nhộ giờ đi bằng đấy đi xem như nào. Đúng đi qua lượn được đi tại vì nó quay thẳng các bạn cần gì á. Anh biết đồ mà quá vướng à. Quá này không nghĩ là lộ rồi. We should be able to hide in these bushes. These cubs are dumber than a bag of wet potatoes. Pin vào phát thế này được. Đi sâu ở trên này luôn. Mình đâu từ từ có hai thằng ấy nha. Đấy rồi. Đường khác nhau à? Chứ không biết là những đường khác. Không biết những đường khác nhỉ?
Ông đứng dưới, tôi đứng trên à? Ông đứng dưới lệnh. Đang ở đâu? Cô nó ở dưới, đúng không? Thằng dưới, thằng ở trên à? Dưới có được không anh? Đầu ấy, con nó xuống được dưới kia rồi. Mới đi di chuyển. Đường này tôi không đi được nữa. Chuyện này đến còn dài á. Anh hai thằng đấy đi cùng lúc không? Đây rồi, đây rồi. What do I look like? A newscaster? Just keep looking. Well, thanks for the help, dude. Where the hell is Vincent? Lia. Ông và tôi phải cùng xuống úp sọt cùng một lúc đó rồi. Xin quay bóng nào nhé. Còn Lia hết rồi, cô bẻ đầu sạch. Xuống rồi đây. Phải tiến gần lên xem có nước. Ông thằng bên trái đúng không? Đây là tôi hiện rồi. Thay đồ quá. Yep. Careful. Okay. Damn. How many cops are there? No clue. Just keep your head low. Đèn thì phải không? Just stay in the shadows and they won't see us. Don't worry about me. Here, just keep going. Here, here, and here. What about there? No, I need you to get Johnson over there. Well, if I send Johnson, we're gonna need some more men. I've requested backup from the sheriff. Alright, I'll send Johnson. Tôi có thằng chú Phật trên kia rồi. Kéo chân như thế này. Sao có sập bách cái gì đấy? Ngồi xuống. Sập bách là leo lên đấy. Ờ đấy, tôi đang còn phát tôi lên bắt cổ luôn. Quá sát rồi. Đấm luôn ạ, không thể giữ ạ. Đây đi đường này có vẻ an toàn. Rồi, đường này khoáng. Đấy. Bọn này có biết nó đang đi đâu không? Chúng là chúng. Đi ra để xa chắc là đến. Ủa. Không muốn để ở đây. That's where we need to cross. Yeah. Bắn lại đầu quá. Bơi à? Bơi kìa. Hay là định bám ở cái mép kia. Leo hẳn lên cầu. Cái gì đó, cái gì đó. Không có nhìn đến. Không bị hốc à? Leo đá. Nó nhìn được trước khi lên, nó mới quay không kia. I'm gonna rough him up if we catch him, forcing us to be out here in a damn. Có mấy thằng đấy? Real tough guy. Thì tôi anything beats being out here. We'll catch him soon. Ở map của thằng này thằng nọ là. Thì cần vẫn sẽ vẫn đến. Thì vẫn đến. Là tôi vừa đến à? Tôi vừa đến không? Đếm đi. Đếm đi. 2, 3. Hai thằng này như kiểu có bộ đàm với nhau vậy. There's the bridge. No turning back now. Of course not. Bơi vừa xong.
cầu này là ui thôi cướp cái xe kia có thằng kia tự lên được kìa. It's way too high, too risky. I say we take that guy out. Take his car, cross the bridge. What are you crazy? Don't like heights, man, okay? Được chọn à? Chọn cái nào đấy? Vâng, rất nhiều người lựa chọn. Đi dưới gầm cầu đi. Ủa vâng. Nó cái này chút một cái là liều á. Liều ăn nhiều lên được. Lái xe đó. Tôi chọn cái này, ông chọn đi. Phải nhất trí này, phải nhất trí. Bằng một cầu và chơi đường bằng hiểm thôi. Chưa nói. Ben nói. Mà cái này có chọn đúng sai không ấy? Hay là hai đường không? Đấy, tôi thằng Minh gái không ngồi sau đâu. Cô số này. Đi stay cool. Just stay on course. You got this. I'm a like the car. Got this, baby. Get out of here. Wait for the car. Wow, here I put in. I'm trying to put the beat. He can. No. Uno. Bây giờ tôi phi đưa ông không biết á. Đây là ông lái hay là cảnh ấy. Bay không được rồi ạ. Tôi cho đấy là bánh chứ không. Ông phi mà, đấy là phải thế ạ. Phật đáng nên chọn đường. Đường gầm cầu. Đường chạy tiếp rồi anh. Nó là một cái chỉ đẹp. Khéo chơi thế nào cũng lộ ấy nhé. Đó. Chạy đường khác nhau thế à? Thằng Minh ở bên kia, tôi bên này. Kìa, gặp nhau ở đây rồi. Chó cắn thôi. Nhanh. Ấn à? Hay cái gì trượt vào bè hay ấn? Ui dồi. Ấn, nhanh. Tôi phun được rồi, tôi phun nó. Đây có chúa chó, không đuổi. Cắt mắt ở trong đường kia nó sẽ ra như thế nào. Sợ là nó cũng đi như thế nào đấy. Lại trượt vào cái vách ấy. Chân xong à? Tôi thắc mắc là quả của người tôi lỡ nhấn ga đấy. À biết thì cô lại không nhấn ga mà đi từ lộ không. Sợ nó cho nhấn ga là nghĩa này giàu không? Dạ đấy, just tell him this is the deal, you either take it or tôi không phân biệt được mức này rồi. Hàng lập sự út của anh em cả ta. He says no. It's too much risk. The price must come down. That's not gonna happen. But listen, Harvey, it's not gonna happen. Harvey, wait. You got it? It's important. You need to hear this. Hai thằng đấy đã trốn được thoát rồi. The deal, or stop wasting my time. All right? Yeah.
biết đoạn rồi chọn làm cốt truyện của người khác đi không nhỉ? Leo was what? Good for nothing. Sorry, boss. Look, you need to find him. Okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now are my problem. You just need to find him. You got it? So you decided? Yes. Price down or no deal? Okay. No deal. I'm hungry. Me too. I even miss that shitty food we got back in the joint. I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Anyway, let's head on. We should find something on the way. Man, I'd die for a burger. Yeah, you do that. Cần có gì là sao? Thằng Hà bị bắn chết một ba ta rồi. Chưa rồi. Nó bảo là mua hay không? Bạn không thấy lắm. Nó giảm giá thì mua. Thì bắn chết rồi. Chù. Hôm nay chạy xuống đây rồi. Cái lỗ con như thế mà. Wait, wait, Leo. There's a camp down there. Cá gì nữa? Yeah. Chứ còn con loa nữa. Right. Thôi vào. Đấy, cá này. Cá con này. All right. Chạy lên không nói. Mình ngồi không để nói à. You ever go camping? A few times when I was a kid. The old man? Nah, my uncle actually. Bugs. No civilization, no toilet paper, fresh air, no one bugging you. Maybe not. Could be able to find some wood over there. Gỗ, củi. À đây, tôi đang ăn đây, 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 đây. Bây giờ rồi, thật ác sẽ đi lại. Đi được nó. Bót. Almost there. Bót, đây là xong rồi. Nếu mà được, ông có thể đi lùa cá cho tôi. Đùa ra bên này để xiên cầm một mặt tóc.
Đấy, đứng đây được này. Từ trên hẳn đến chân này. Ui, chân chưa kìa. Đứng được lại này. Mình đứng đi. Hay hơn, đây, đứng đây đẹp rồi, ngại hơn. Rồi. Chọc đưa vào. Bắt được một con. Bắt một con mỗi người à? Grab thêm cái nữa. À, mỗi người bắt một con. Một. Rồi, góc gần người cũng xiên bắt chết luôn. Thì người kia không xiên nổi không? Mình chạy hết ạ. Tôi đứng trong con này rồi ra rồi này. Chỉ như tôi ngồi không giá trị gì rồi. Để đây, nó à. Đấy, 3-4 con này. I'm a natural, baby. Chào. Thế thôi, đủ rồi. Mắc tiên có đường nước ở đây, người khỏe luôn. Mình có con cá ở đây. Nhớ nào. Không tham nhớ được cá. No. That tasted like shit, man. Well, you know, it is what it is. Yeah? Man, my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. Yeah. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking missing, man. Yeah, I hear you. That piece of shit. So, let's go after him. Together. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Okay? Alright. I was a regular guy. With a boring bank job. One day my brother brings in a new client. Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy. But Harvey just kept coming in with more and more cash. And I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother. As a warning. After that, I lost it. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. I mean, we were gonna... Wait, you hear that? Oh, shit. Yeah. Don't worry about it. I got it. Okay. Này đi trong thảm nhỉ? Đã bị gì đâu phải chạy à?
nốt cái phân cảnh này là cắt này. Nó làm hết cái khu rừng này. Đồ gì? So, you used to work in a bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. You know what? What? You're actually the first guy who worked at the bank that I've been told to be beat up. You look at that. You're making progress, Leo. Vincent, see that house? Let's check it out. Vincent, come on. Cái chuyện bé William. After the spectacular prison escape 2 nights ago, the fugitives are still at large and considered. Nghe được hết rồi. They'll get a taste of old Betsy. I say we take them. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up. Change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses. How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. I don't know, man. Who's that talking? Come on. Now they're on the eBay. Suck you. Come on, come on. Chúng là con và mẹ đâu. Yên bình thôi. Lần là chói này, là chói này, thứ hai này. Sure, whatever, man, let's try it. Okay, come on. Nhân văn này. It's locked. Okay. How do you know they got horses in there? It's a horse barn, Leo. What else should they have? Still, you sound so sure. I mean, it could also be empty. You hear that? Yeah, I do. Hey, look up there, an opening. Maybe we can find some way to reach it. Cần phải đi đâu hết. Có đường lên đúng không? Đây là đường lên. Nó trèo qua nhỉ. Ơ, cái gì đấy? Cho bò ăn cỏ à? Couldn't agree. Sao đều con bò? Thang này. Sorry about this. I can't help but thinking about a big juicy steak right now. Mà mình vẫn như
đầy xung quanh nữa rồi. Thì như là nó ăn như ở cái góc thì nó mới bị khóc. Now we just need to let the horses out. Phát ra từ cái nhà kho thì sao biết là không có ngựa không biết. Trong phim cũng kho này nhiều ạ. Trong màn hình của tôi bị lỗi nên thằng Minh để mấy cái chấm chấm trắng trắng bên đầu rồi đấy. Chắc là do hạ cầu hình của. Hey Leo, this might make enough noise to scare the horses. Vincent, first we release the horses, then we push this piece of shit down. There you go, buddy. Let's release the others too. I wonder if I can scare a horse with this. Hai con mà. Maybe it's too much. Không đứa ăn gì. What about this? Nah, that's not gonna work. Can't open this one. Mở ra, không mở ra. À, cái đám nào mở được cửa. Quát cái búa mà đập cái cửa này. Yeah, cửa không mở được. It's locked. Come on, get can't open this one. Yeah. Seems like this lamp is broken. Let's see if I can get it working. Không, nó mang phải mở cửa, phải mở cửa. Chạy được chứ. Để tôi vừa làm gì? Bật cái đèn đi nhé. Này, không biết rồi nhé. Không. Cửa này mở được không? Đây này. Đâu, tôi test cửa trên. Now we just need to scare him out of here. Cái gì ở trong ngoài đấy? Nope, not loud enough. À, dọa. Dọa nó. Đấy, kia là cái lên đẩy. Cái kẹt kia. Nhỉ, đẩy đấy xuống ở đường kia, nó chạy qua đường bên này đúng không? Get over here and help me. Được đẩy. Mày vượt. Oh hell, the horses are escaping, honey. Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Hai người, hai ông bà già đi đuổi nữa. Hai người. Cách này nhân văn này ấy, nổi vào. See, I told you. Yeah, let's just hope these horses keep running. They will. Thằng tôi chơi toàn lên những ý tưởng. Thay đủ quần áo, lấy xe tải rồi. Nên ông bà quay lại. Cái ý tưởng của thằng tôi chơi toàn cục xúc vậy. Đấy, đi ô tô, cướp ô tô, đi qua cầu. Nghe quân kiểu an toàn. Đấy. Không có gì ở trong bếp này đấy. Không kịp tính. Không, nhưng mà mình làm. Cái mối này vào nhà này. À đây anh. Let's see what they have. We have milk. Ui dồi. That's good for the bones. À đây, xúc xích này. Some delicious meals have been made here. Cái để đấy. Cầm lên không chán. Cho ăn. Let's help them with the dishes. Ờ vâng, sửa đi. Mày cố đi. What's cooking over here? Do they have something good? À đây là mình uống cái khác. Oh, this beer must have been open for a long time. Bia hỏng, cho mồm. Might as well give them a hand with the dishes. Their faces are on the front page.
xem thử nhà thôi. Đi làm quái vậy? Bánh này, bánh này, cookie. Anh có bánh. I can't even remember the last time I had a cookie. Quiet. This fucking room. Nó gõ. Mời về nhà. Finally, some fresh water. Damn, this is a big ass gun. Oh shit, it's not working. Okay, now. Ok, à đây. Ok, bắp. Ok. Last week we met Clarence, who claimed rather convincingly that we need to throw some wood in there first. We put some of this wood in there. Now it's time to move on to our. Let's get a fire going. With us today, Steve Bannister. Welcome, Steve. Thank you. All right, let's light it up. Smells amazing. Fire in the hole. Yeah, smells pretty damn good. Cuộc sống yên bình đúng không? Quả khó lắm nhau. Nhà đầy đủ tiện nghi hôm nay có nhà vệ sinh đấy. Let's see, do they have anything interesting? Oh, I wonder what these old folks read. I've never really been a hat man. This is the first time I'm testing this type of hat. What kind of shit do they read? It's better than expected. Muộn rồi.
My eyes are starting to look puffy. I could really use a good night's sleep. Yeah. Leo, there's a warder up here. Let's change. I've always found these kind of soothing. Nice. If only the cell beds were this comfortable. Hey, my grandma, please. Đây là chỗ chốt rồi. Từ trước này. Bộ. Mình biết chọn nhỉ. Anh không phải mua bán cho mẹ ăn uống đâu. Mẹ như thế. Không đổ nữa. Hell yeah, I look good. Hay lắm. Mà phải đi tôi xuống dưới nhà tôi ngồi à. Tao ra vui. À, mấy đường nhau lên đó là để bóng cổ bà kia à. Rõ ràng à. Ông ngồi lên thì rất thoải mái. Ngày ngồi cũng thoải mái thằng kia nào. Đặt thằng hai dễ dụng. Tui rồi. Có chìa khóa chứ mà lấy đi. Chết người này, chưa. Cổng vòm luôn này, vẫn ngồi không? Sống sống tiên luôn. Người phía kia đó. Trong này à? Hey Vincent, get over here, I need some help. Nhìn như cái kho khác vậy. Oh my god, it's a piece of junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Tôi ngồi sau. Hey, it's even missing wheel. I'm sure there's a spare around here somewhere. I don't know. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. We'll need a new tire. Let's look around and see what we can find. Yeah. I bet we can use this to lift the car. Must be something around here we can use to lift the car. Lift tức là cho đẩy cái thanh lên cao à. Đây 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 là cái ấy rồi. Cái lốp à. All right, tire. Here I come. Hey, you. There's a tire on the other side of the barn. Thế thì con không có bảo gì. Có ấy à. Ha ha. Một thằng bám bên đây tôi đẩy thằng Minh qua bên kia. Ủa bạn ngồi kia. Sao? Để tôi đứng ở đây mình nghe xí còn phật răng luôn mãi nhớ để bán được rồi khỏe không tưởng thằng này sợ độ cao á nó phải đổi lại độ cao này là vui hiện lên tập cầu
lỗi mà. Sao mà tới đây cả lỡ lốt 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 đây rồi. Lắp đi thằng lợn. Ở đây là đây nguyên một cái bánh 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 ghế. À mình phải giữ lấy cho cầm về nữa. Ơ cái bánh 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 đó. Mình cần tự xuống được mình cần quá nhỉ. Nãy ở cái bàn tìm được cái trở đến vặn hết luôn đấy. Đây là mận 7 à đây tôi lấy được let's lift this thing and remove the support. It's not gonna work. We gotta lift the car first. Okay. All right. Now we can roll it at least. Oops, kidding. Đây, 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 đây. À, một thằng lấy một thằng. Cái bác tóm ở đấy, lấy thôi. Thằng vãi nó phải ấn à? Vô. Did you let it go? No, I didn't. Eh, let's go get it. Jumper cable might as well help them out. Let's pop the hood and try them. Gas canister. How handy. Gì đấy? Tôi lấy được ga rồi này. Không có xăng đi đây. À xăng à. These jumper cables might refresh the battery. Just gotta open the hood. À, cắm lại bộ thông tin vào đây này. Cắm ốc quy này. Đây ở đây, đây ngoài. Cục chi gì kia? Elio, yeah. Try starting the car now. Đây đây, thằng quần ra đây. Đi ném quần ra. À vãi rồi, nào chơi. Đi ngon. Thằng kia đã được. Úi dồi. Kia đã. Đây này. 3 điểm là hàng. Thằng kia đã được 2 nhái rồi. I rock. Rồi 5 điểm mất xong rồi ném 5 điểm biết. Úi giời. Shit. Lỗi rồi. Rồi mình xin mình ném. Úi giời ngộ. 6 điểm bỏ. Mấy lần ném nữa. Không có thế ném rồi. Không ném được. What a throw. 3 điểm, ném các 3 điểm. Perfect. 8 điểm. Được à, ném lên nhẹ nhẹ. Thôi vâng, mình ném 7 điểm. À, vào đấy là cứ vào đấy tức là vào cái ô à, điểm. Còn cái tay vuông nữa. I'm the champion. Nhẹ, người nhẹ. Phải học nó. Một cái bóng nước lên. Chị điểm. Đây là cái nước này lấy được điểm lên. Quay lại chỗ con bò rồi. Hey Bessie.
Want some grass? Không ăn. No? Well, fuck you too. What? Đi khám phá hết cái nông trại này cũng giả. Tôi lại tìm đến cái gì à? Tôi lên trên cái đài. Anh để cho hết. What an amazing view. Let's get this thing started. I can make it go faster than this. Oh shit, this is getting pretty high. Why the hell did I come up here? Faster, faster. Trời ơi, là cái thỏ tay xuyên người mình kia. Ơ, tôi lag rồi. Tôi lag rồi. Tôi bị ghi một lần nữa này. Tôi bị lag vậy. Trời ơi. Không quay được. Lỗi thôi. Ngồi đó là chính tôi thôi mà. Chích điện kìa. It's connected. Try to start the car now. Seems like it's out of gas. What's next? Looks like the battery is out of juice. Tôi nghĩ là mình gãy đầu rồi. Chị có hay dẫn không? Try to start the car now. Cái gì không? Tôi lại từ đâu rồi đó. Từ lúc cướp. Không thành một tiếng. Tôi từ lúc vào nhà hết tiếng. These jumper cables might refresh the battery. Just gotta open the hood. Yes, hey, Leo, try starting the car now. Alright. What's next? Whoa! Oh shit! This piece of junk. It actually worked. Yeah, I told you so. Sometimes you just gotta have a little faith. Faith, huh? Well, I was doubting. Next time, just trust me, okay? Yeah, right. Yes. No, I don't know. It was a while ago. I need your help now, officer. Okay, hurry up, please. Absolutely. Thank you. Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay, I'll go take care of them. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum! Oh shit, take cover! You're gonna pay for this! Come on. Come on.
thôi, được không? Ở cái xe à? Nó không có dừng nữa. Bạn thường nốt sợ bị nốt liên tục đấy, hơi dừng. Đây là chuyển cảnh. Ok, cắt đi vậy. Ờ. Kiểu gì anh cảm. What the hell, đâm thấm. Thôi bắn chết không phải xế thôi, thằng kia tăng lên mấy chục năm mà. Lúc nào cũng có kinh nên lần trước là tôi ngồi theo. Bắn chết. Đấy. Cái quái đấy. Có đường dưới mà tôi cái đạn nhiều nhỉ. Thế rồi. Hết đường. À đây là chui rồi. Làm đầu mách hụt. Còn hai đường. Tôi đi nhầm đường trên rồi. Tôi cũng chui rồi. Không thể hiểu nên đi đâu nữa. Mình cắt cỏ rồi. Rồi vượt qua được chúng nó rồi. Ngon rồi, chiếc xe đấy bị cản lại rồi. Nó đâm đi. À, cùng nó bay, đoạn nó văng xe đi rồi. Vẫn có những xe mà không biết được ạ. Nó bị thì chết rồi, tôi sắp la đầu vào đá. Bị em kia nó không kèm xe. Quay được rồi. Ủa, cái quái ấy. Mình nhìn cảnh sát đừng bắn. Cứ lấy đi, đừng bắn. Đó là tôi đường từ lái nhá. Thầy ơi. Chuẩn bị đó. Không hiểu mấy cái đường kia nó khác nhau. Rõ ràng rồi, ai cũng biết là sẽ chạy. Thế là nó không cần dừng lại để cắt à. Ủa. À kia đâu ạ, kia. Nó là những con sông bé như thế này trèo lên nó đang đụng mình. Đi rồi. Wow. Cảm ơn. Chuẩn. Thì
mình yên bình cho đến câu yến. Nó chạy dọc hai bên này mình chết đi. Chạy dọc hai bên và bắn hết. All right, start rolling. We need to get going. Hey, Vincent.